Boxer miền Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Như quý vị thấy thì tôi đang đứng trước cửa gian hàng và tôi đang cưỡi trên một con xe đạp hoành tráng như thế này. Đây là chúng tôi đã đầu tư tới 5 triệu đồng để mua một con xe đạp tuyệt vời như thế này để mục đích để quay cây đấy ạ. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Boxcom vào trong khu triển lãm để chiêm ngưỡng một số cây đẹp ở trong đó nhá. Xin mời quý vị và các bạn. Nào đi. Thấy thì tôi đang có mặt ở trong khu triển lãm ngay cạnh hiện vật Đông Anh rồi, và như quý vị thấy thì tôi đang đứng cạnh một tác phẩm, nó to đùng luôn. Đối với tôi thì đây là một tác phẩm rất là khổng lồ, tác phẩm có tên là Thiên Long Vũ Hội, chủ nhân là vườn di sản Toàn Thu. Và như tôi thấy thì ở khu vực này thì có rất nhiều tác phẩm của vườn di sản Toàn Thu, và chúng tôi sẽ quay để gửi tới quý vị và các bạn vẻ đẹp của những tác phẩm cực kỳ hoành tráng này quý vị nhé. Đầu tiên là tác phẩm cây dưới Thiên Long Vũ Hội. Quý vị có thể quan sát một vòng cây dưới để thấy được đây là một cây dưới mới. Tôi nghĩ là nó đang được đặt cái tên rất là phù hợp, Thiên Long Vũ Hội. Vâng, là như vậy quý vị. Quá đẹp luôn. Và đây là những con rồng cực kỳ khổng lồ đấy ạ. Đúng là Thiên Long rồi thưa quý vị, không thể sai được. Và đây đúng là tư thế của việc là các vị rồng ở trên trời thì đang đi vũ hội, đi hội vào ban đêm, rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng đến tác phẩm tiếp theo nữa, cũng là một tác phẩm của ông bà Toàn. À, tác phẩm Long Phượng Tương Phùng, Long Phượng Tương Phùng của chủ nhân Đoàn Anh Vân. Một tác phẩm cũng rất là có tiếng thưa quý vị, Long Phượng Tương Phùng. Chúng ta sẽ cùng xem Long Phượng Tương Phùng là nhá. Đây đúng là một khung cảnh cực kỳ đẹp, một khung cảnh hội ngộ lâu lắm rồi, mới kiểu như là hai người lâu lắm rồi không được gặp nhau ấy. Còn đây đúng là một tác phẩm rất là đẹp thưa quý vị, với thân thế được ôm đá từ rất là lâu rồi, và gần như là thân cây thì đã ngấu vào đá rồi, đá và thân thì đã hòa quyện vào nhau và không thể nào tách rời được nữa. Và trên thân thì rất là già và xuất hiện thì nhiều cái mốc và chăm chi chi răng thì đều đã hoàn thiện và cực kỳ đẹp rồi. Chúng ta đến tác phẩm này đi, đây là một tác phẩm hiếm có này, tác phẩm cây duyên tùng của ông bà Toàn Thu Việt Trì Phú Thọ. Đây cũng là một tác phẩm rất là đẹp, một tác phẩm cây tùng già nũa rồi mà với dáng thế cực kỳ hiểu điệu như thế này, đúng là một tác phẩm cực kỳ hiếm đấy ạ. Và không hiểu là ông bà Toàn Thu ở Việt Trì chắc là phải là một người rất là giàu có thì mới có thể sở hữu được nhiều tác phẩm đẹp và đáng giá như thế này. Với một người mà không thể định giá cây như tôi thì tôi có thể biết được rằng là đây là những cây rất rất đắt tiền thưa quý vị và các bạn. Không biết là giá của nó bao nhiêu, cây như vậy nhỉ. Chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm của sân khấu. Chúng ta như tôi không hiểu biết gì khi mà chiêm ngưỡng cây lão giáng trần này thì cảm nhận của tôi đó là đây đúng là một vị tiên ông với vẻ đẹp lão rất là đáng kính, đáng trân trọng, đáng với thần gian đó các bạn. Thực sự là chỉ có trên trời thì mới có những vị tiên tuyệt vời như thế này thôi, chứ còn nếu ở trên thần gian thì chúng ta sẽ khó có thể gặp được một tác phẩm đẹp như thế. Đây là một tác phẩm tuyệt vời với tôi, và tôi đang tận mắt chứng kiến một tác phẩm cực kỳ đẹp, chứng kiến một tiên ông giáng trần giáng thế để chúng ta có thể chiêm ngưỡng được. Với tác phẩm này thì chắc là phải nó phải nhiều tuổi lắm rồi, với độ lớn của thân cây, độ già của thân cây thì đây là một tác phẩm phải nói rất là già rồi đấy quý vị ạ. Chúng ta sẽ cùng đến tác phẩm tiếp theo nữa, cũng của ông Toàn Thu Việt Trì Phú Thọ, đó là một cây duyên tùng nữa, to hơn cây duyên tùng trước quý vị. Cây duyên tùng hay tên gọi khác của nó là thiên trụ. Đang đứng ở đây như quý vị thấy thì tôi đứng cạnh cây duyên tùng này thì thực sự là tôi vẫn còn rất là nhỏ bé, và ước gì mà nhà tôi được sở hữu một cây tùng đẹp như thế này nhở, được sở hữu một đôi tùng đẹp như thế này xong để cái xích đu ở dưới thì
quá tuyệt vời luôn cho quý vị và các bạn. Một ước mơ nhỏ nhoi. Không có nhỏ nhoi đâu con. Dạ vâng. Chúng ta sẽ cùng đến tác phẩm tiếp theo đây quý vị, đó là tác phẩm Kết Mộc Nghi Sơn. Cây khế mà được như thế này. Một cây khế mà lại to như thế này, già và vẫn đẹp như thế này. Thực sự là đây là một tác phẩm hiếm thực sự cho quý vị và các bạn. Vẫn là của ông Toàn Thu Bạch Trì. Sao ông giàu thế nhỉ? Ô, ông có vẻ giàu lắm hả? Vâng, cây đẹp luôn. Dạ vâng ạ. Một cây khế to đẹp già. Chắc chắn đây là cây khế chua rồi. Dạ vâng, một cây khế to đẹp già mà lại mang dáng thế bonsai thì đây là một điều rất là khó, rất là hiếm cho quý vị và các bạn. Bởi vì thường thường là cây si, cây sai nhưng với đặc điểm của nó là cành mềm, dễ uốn thì có thể là cây bonsai dễ. Nhưng còn với đặc điểm là cây khế chẳng hạn, như quý vị thấy thì người ta có câu là không nên trèo lên cây khế, và cái khế rất là giòn, và cây khế mà quý vị có thể tạo được một cây bonsai uốn lượt đẹp như thế này thì đây là một điều cực kỳ hiếm đấy quý vị ạ. Chúng ta sẽ cùng đến tác phẩm tiếp theo nhé, để xem còn cây nào của ông Toàn Thu không nào. Dạ vâng. Cây tiếp theo là cây xanh cổ. Dạ vâng ạ. Cây xanh cổ rất là già, chủ nhân Nguyễn Công Sướng. Một cây xanh cổ mốc hết ở trên thân, và thân của nó thì đều chuyển hết thành màu trắng rồi. Và độ già của nó thì như quý vị thấy thì tất cả rễ cây đều bẹt hết cả rồi ạ. Tất cả rễ cây thì đều bẹt hết rồi, và cả rễ cũng đã có mốc trắng. Đây là một cây cực kỳ già rồi, với tán thế đẹp của quý vị. Tuy nhiên thì cây bị làm sao đây nhỉ? Sao đây bị làm sao đây? Cây này vòng đẹp quá nhưng mà tôi cũng không hiểu là cái sao lá của nó lại bị tăng tắc như thế này một chút đấy. Có thể là trong quá trình vận chuyển hoặc là nắng quá chẳng hạn thì cũng dễ tới tình trạng là lá cây sẽ bị tát, bị cháy đấy. Và quý vị hãy lưu ý rằng vào mùa hè nắng nóng như thế này, khi tưới cây thì quý vị nên chọn thời điểm tưới cây thích hợp nhất là vào buổi sáng sớm và vào buổi chiều. Đây là hai thời điểm sẽ hạn chế tối đa nhất có thể việc làm cháy lá hoặc là cháy thân cây đấy ạ. Chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng thêm tiếp tác phẩm tiếp theo trên đường về với chúng tôi nhé. Nhiều tác phẩm quá, tác phẩm của quý vị đang được chiêm ngưỡng là tác phẩm Vạn Cổ Trường Xuân. Tác phẩm tiếp theo là tác phẩm Mộc Thạch Tương Sinh. Mộc Thạch Tương Sinh. À, vâng. Cây và đá thì cùng hỗ trợ nhau sinh trưởng phát triển. Vâng ạ, Mộc Thạch Tương Sinh rất là đẹp. Chú cây đúng không? Vâng ạ, một tác phẩm rất là tuyệt vời ạ. Cây và đá là vị trí nhau đúng không? Vâng ạ. Tác phẩm Phong Thu Cổ Đình, chủ nhân Minh Dưỡng. Và tác phẩm này thì đây là tác phẩm Mộc Thạch Duyên Hương của chủ nhân Duy Còi. Tên là Duy Còi nhưng thực ra chắc chắn là chủ nhân sẽ không hề còi khi được sở hữu một tác phẩm tuyệt vời như thế này đâu quý vị ạ. Tác phẩm Phúc Lộc Thọ rất là đẹp. Toàn cây đẹp thôi thưa quý vị và các bạn. Quý vị ơi hãy cố gắng sắp xếp thời gian đến với triển lãm cây cảnh nghệ thuật Đông Anh để được chiêm ngưỡng tận mắt những tác phẩm đẹp. Bởi vì với một người phụ nữ mà không biết gì về cây như tôi thì tôi còn đang bị choáng ngợp. Thực sự là đang bị choáng ngợp trước một dàn cây đẹp như thế này. Và bây giờ xem xong thì tôi gần như là bị say luôn thưa quý vị. Thực sự là tôi chưa say rượu, chưa say bia, chưa say chai bao giờ. Nhưng hôm nay thì tôi đã được say cây thưa quý vị. Quá nhiều tác phẩm đẹp luôn. Và có lẽ là chúng ta sẽ chuẩn bị chào quý vị và các bạn. Vì lý do là đến giờ phút này thì cả cameraman lẫn MC thì đều đang say rồi. Vâng, khi đã say rồi thì chúng tôi đang bị quay vòng vòng giữa rất là nhiều cây đẹp. Và Boxer Việt Nam xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Và có lẽ trước khi chào thì chúng ta sẽ phải chiêm ngưỡng một cây cuối cùng ở cái vị trí này nhỉ. Dạ vâng, tác phẩm Độc Long Kim Cương. Độc Long Kim Cương của chủ nhân Nguyễn Mạnh Trường. Ở ngay Hải Dương gần với Bắc Ninh thôi. Một tác phẩm ô trùm quá. Tất nhiên rất là tiếc chúng tôi không được chạm vào tác phẩm. Nhưng quý vị có thể thấy rằng là thân cây rất là lớn và trùn ơi là trùn luôn thưa quý vị. Và tất cả rễ cây thì đều bẹt hết cả rồi. Ngoài ra thì trên rễ cây xuất hiện cực kỳ nhiều u cục này rồi. Thì các vết ở trên rễ cây thì như là kiểu da cá sấu luôn. Đây là một tác phẩm cực kỳ đẹp, rất là già,
với tên là Độc Long Kim Cương không hề sai. Và tại sao những người chơi cây lại có khả năng đặt ra những tên cây mà phù hợp với cây như vậy? Và tôi xin phép được gửi lời cảm ơn tới tất cả tác giả của tác phẩm buổi triển lãm cây cảnh thần Đông Anh ngày hôm nay, bởi vì đã cho chúng tôi được mở mang tầm mắt rất là nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại, và luôn luôn nhớ số điện thoại của chúng tôi là 0966 061033 nhé. Xin chào.